Chồng ơi, đi về thèm nấu mắm quá. Dạ, thôi để chồng đi chợ mua đồ về nấu ăn ha. Thôi chồng nhiều việc lắm, nấu ăn tốn thời gian nữa. Thôi là mình đi ra ngoài mình ăn đi, sẵn tiện kỷ niệm ngày cưới luôn, cho phi khỏa. À, thôi để anh tìm quán, mà em đi có thèm gì nữa không? Để ba kiếm cái quán gì thiệt nhiều món, ăn cho nó đã nha. Hôm nay thực đơn của bầu và bánh mì sẽ là lẩu mắm miền Tây và nhiều món đậm chất ở quê miền Tây luôn á mọi người. À, chắc sẽ có nhiều anh chị bạn thắc mắc là hôm bữa kỷ niệm ngày cưới chung của ba mẹ con rồi mà đúng không? Sao giờ kỷ niệm nữa? Do là năm rồi là năm nhuận á mọi người. Hôm bữa kỷ niệm là ngày âm lịch cùng với mẹ và chị hai. Còn hôm nay là kỷ niệm ngày dương lịch 5 tháng 5 của hai vợ chồng Ni nè. Thường ngay ngày kỷ niệm thì mọi người sẽ làm gì? Ăn gì? Hay là đi du lịch năm ngoái? Quên, mới còn năm mà. Năm đầu tiên hai vợ chồng sẽ chọn cách là ăn ngoài nha. Thật ra là vì công việc của hai vợ chồng dạo này cũng khá là bận rộn, nên là đi ăn một bữa thịnh soạn một xíu nhân ngày kỷ niệm. Mà công nhận hai vợ chồng mới biết có cái quán như vậy ở Cần Thơ luôn mọi người. Quán tên là Bếp Xưa, có cái quầy bánh nhân gian luôn nè. Nhìn bánh ngon quá chừng, để một lát ăn cơm xong hai vợ chồng sẽ ăn bánh này. Còn cái quầy tạp hóa tuổi thơ này nữa nè, quá chừng dễ thương luôn. Bánh mì mà lớn lên á thì hai vợ chồng sẽ dẫn vô đây để cho bánh mì biết tuổi thơ của ba mẹ nó lớn lên như thế nào nha mọi người. Không gian quán thì rộng lắm, có 4 khu luôn. Buổi trưa thấy khách vô ăn nhiều lắm á mọi người. Còn ở phía sau này nè, nhìn cái cảnh giống ở dưới quê ha, chụp hình là đẹp lắm luôn á. Không biết có ai như hai chồng Hi không nữa, ước có được một cái quán mà không gian như này nè mọi người, nhìn thích lắm luôn á. Biết bao nhiêu là kỷ niệm. Còn về đồ ăn á thì không biết như nào nữa, tham quan một vòng rồi đi vô ăn thôi mọi người ơi. Hai chồng ngồi trên cái bộ ngựa này nè, thích lắm luôn á. Bầu coi thực đơn thấy giá cũng hợp lý, 30, 35, 50, lẩu thì 100 mấy cho đến 200 mấy. Bầu đói con mắt quá nên kêu quá trời đồ ăn luôn á. Cái mẹt topping của lẩu mắm nè mọi người, quá trời hấp dẫn luôn rồi. Hôm nay cho mẹ con bánh mì ăn đã luôn, nồi cơm gan nữa nè mọi người. Mà Ni gọi có mấy món đâu, mắm cá linh trộn đu đủ nè, gỏi tôm thịt củ hủ dừa, khô chân, thịt khìa, thịt kho trứng, cá rô kho tộ và cái nồi lẩu mắm miền Tây thôi à. Mà không biết ăn hết không nữa. Nhưng mà thấy thèm quá à, kêu cho đã đi. Hôm nay là ngày kỷ niệm mà, một năm mới có một lần. Trong lúc chờ cái nồi lẩu sôi thì hai vợ chồng ăn mấy món này trước, rồi cái nồi lẩu mắm sôi nè, giờ Ni sẽ bỏ topping vô, thơm phức luôn mọi người ơi. Có ai đói chưa? Qua đây ăn cùng với hai vợ chồng nè. Có cá linh, ba rọi, ốc nữa, rồi mực cá. Rau thì có bông điên điển nè, rau nhút, bông chuối, nói chung là nhiều lắm luôn á mọi người. Chắc mọi người thấy ngon lắm đúng không? Quán cơm quê Bếp Xưa ở đường số 1 khu Giảng Viên, đối diện khu dân cư 91B Cần Thơ mọi người. Mọi người có dịp á thì dùng thử đi, đa dạng món đậm chất miền Tây mình lắm luôn á. Mà không gian thì rộng và thoáng mát nữa, vô đây y như là mình đang ở quê lúc hồi xưa vậy á, quá chừng ngon luôn á mọi người. Ni thấy là hợp khẩu vị miền Tây lắm luôn, giống như là món mẹ nấu gì đó. Ăn no nê cái bụng rồi, hai vợ chồng ra ngoài ăn thêm mấy cái bánh nhân gian nữa, tại nhìn nó ngon quá chừng. Hi thấy Hi thèm quá trời luôn. Cái này không biết là Ni có bầu hay là Hi có bầu đó mọi người. Mà công nhận bánh ngon nha, mình ăn bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu, hoặc là mình kêu mấy bạn nhân viên á lấy theo khẩu phần đó mọi người. Hai vợ chồng đi ăn tình cờ gặp hai đứa em cũng qua đây ăn luôn. Hai bé này cũng mới cưới nhau luôn mọi người. Không gian này là ở bên ngoài nè, nhìn chỗ nào cũng có view để chụp hết trơn á. Rồi mọi người ai Cần Thơ hoặc là ở xa tới á mà chưa biết ăn gì á thì tham khảo quán cơm quê Bếp Xưa nha. Giờ hai chồng đi về tiếp tục công việc mọi người ơi. Hi cảm ơn mọi người đã chọn xem video của vợ chồng Hi đi trong hàng vạn những video ngoài kia nha.